Rồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên buổi sáng yêu trưa ở phòng chú Vũ Linh cô chú anh chị ơi. Đang có khán giả về phiến rất là đông nè. Con chào các cô. Cô đến viếng mộ đông của chú. Dạ. Xếp hàng hả? Hay cái gì đâu xếp. Con chào bà. Con chào bà nhé bà. Nhà bà hay coi tụi con hả bà? Nhà coi hoài. Dạ. Thấy mấy chiều bưng mấy chậu bông rồi thấy xui á. Dạ. Bông cúc á. Dạ. Chiều nó bưng đi khách. Nó chậu bông đi cao bưng đi khách ở đâu đây nhà xa đó. Để cho đẹp mấy làm gì mấy. Dạ múc ở trên nhà chờ đó bà, con cắt trên đó đó. Ngày là thấy đi xa quá kìa. Dạ, lên đó đó bà. Bưng đi khách. Dạ, bị con hu nó ăn á cô. Nó ăn vàng đó hả? Dạ nó hít lắm, nó ăn là một bông luôn á. Bông quá trời luôn. Rụng bông nhiều quá ha. Dạ. Tưới nước nó mới nở chứ. Khô đâu nở đâu. Khô rụng bông mà. Anh năm giờ là Bồ Tát rồi mà. Khô quá rụng bông nó nữa chú. Rồi bà úp vô, bà úp vô. Rồi mình chụp xong rồi có cái tiệm vô đó luôn hả? Dạ, cái ở áp đó anh. Mình có muốn chụp cho trái tim không? Sống thì đó. Tốt quá. Giờ mất cũng tốt quá. Giờ ảnh đâu có chết. Ảnh đâu có mất. Ảnh sống hoài luôn. Sống mãi trong lòng. Sống mãi luôn. Yeah. Anh Năm là Bồ Tát sống mà. Chứ anh đâu có chết. Không nói chết rồi. Sống mãi trong lòng mọi người luôn nha cô. Anh Năm lại giờ lên thì Bắc Nhã là ngồi trễ trễ rồi. Đúng rồi. Ai đang cũng bật lên coi. Ngày nào không coi. Coi gì trời. Ngày nào mà không coi. Coi gì trời. Coi đến nỗi coi mấy người đúng đem tông vô cách luôn là biết sao rồi. Ba là ba nam mộ của chú ha. Vô quay bà cả đi vô. Bà đứng kìa. Bà đang ra. Đi về. Hai đẹp con bà. Đi về nha. Năm ơi về nha. Về nha Bồ Tát. Rồi. Về nha Bồ Tát sống. Bồ Tát đó. Bồ Tát sống. Chào bà ha. Chào hết tất cả mấy chú nha. Nhờ bà đi về cho chú chị. Con cũng chúc bà năm mới ha. Cho giờ sức khỏe đặc biệt là sống lâu trăm tuổi. Tuổi nè. Phải trăm vậy. Bà giờ nhiêu tuổi hả bà? Tám mấy à? Bà 80 mấy tuổi. Con chào bà nha bà. Chào Duy Minh nha. Vậy là bà biết anh Duy Minh luôn. Cách già nhà mới đồ nữa nè. Cách già già đồ nữa nè. Già. Dạ, chào bà nha bà. Dạ, chào bà. Cảm ơn bà nha. Dạ. Chúc bà năm mới sức khỏe nha. Thôi bà đi về. Mới gia đình được khỏe nha, sức khỏe bình an nha. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an hết nha. Tấn đô cục vàng luôn. Thầy ai ngắt? Cái câu này quen quen với ta. Anh ngắt đó là lộc của anh, còn là em ngắt là lộc của em. Ok. Ví dụ như ai lì xì anh thì đó là lộc của anh chứ sao lộc của em đó. Đúng rồi. Chúc bà năm mới vừa giờ sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Dù hai bà cũng vàng. Rồi giờ bà đi về cô chú anh chị ơi. Vui quá. Đúng rồi, gia đình như vậy thì còn đầm ấm nào hơn nữa, phúc còn hơn nữa bà. Dạ. Dạ. Hết đại gia đình của mình nhé, chúc đại gia đình của mình năm mới nhiều sức khỏe. Rồi, con chào bà. Dạ, dạ sự như ý. Tấn luôn hữu vàng. Tấn luôn nguyên hai tấn luôn hữu vàng. Bây giờ mình quay trở lại nha. Ô, anh Ngọc hút thuốc kìa. Ừ, anh làm như lạ lắm. Ấy, hút thuốc hả? Phát hiện anh rồi nha, anh hút thuốc đúng không? Anh lấy hút của chú anh hút đúng không? Bậy. Anh hút. Có hút của chú không? Anh hút thuốc gì vậy?
Thôi kìa, còn giấu cái điếu hút ông hay kìa. Hút vét nha. Thôi, ông hút vét. À, chứng tỏ là không có hút thuốc của chú hút sao ba chú năm. Phải không? À. Hút vét hả? Hút vét. Mày khè bút cú bông sôi cái này nó nở đều hết rồi nè không? À đúng rồi. Sáng cái vụ mà khán giả nói đốt nhang xin tiền nghe nói anh bức xúc lắm đúng không? Đập anh đòi đi kiếm luôn mà. Anh chạy ra đó đây kiếm nè, nói xe 16 chỗ đi mất tiêu rồi kiếm luôn. Bà được nhiêu tiền mà làm tiền cái gì làm tiền luôn hả, ý là hỏi bà có được nhiêu tiền trong túi mà làm tiền đốt nhang làm tiền hả? Là ý là mình đốt nhang đưa xin tiền á cho cậu mà nói mình ý mình đốt nhang đặng mình làm tiền cái gì đặng mình xin tiền đặng mình xin tiền nhỏ anh Ngọc nè thì kỳ vậy trời nghe nào hả nói cho anh mặc anh Ngọc sao ông buồn dưới rồi trời quay đâu anh ông ngồi kia không phải mặc tình tâm mà tịnh tâm sáng giờ tịnh tâm hả? Ủa em tính lên tiền Bát Nhã hay gì mà có cậu mới lên tiền Bát Nhã thôi. Ví dụ mà Bát Nhã là mới nhớ sư cô mà hai giọng gậy á. Cái gì mà Bát Nhã ta? Bát Nhã ba la mạc ba la mạc đa tâm kinh. Đứng đây nè nhớ không có ý là bởi hai cái trả lời cái câu gì mà mình hỏi cô ở đâu rồi đó bà nói gì nhân viên bác nhân viên Bát Nhã viên, ngồi mới nói gì Bát Nhã cái anh chim con nó Bát Nhã ba lần đa tâm kinh nữa. Thôi cái bà dậm gậy thì thôi đi bà đâu phải là sư cô chính thống đâu. Bà hãm thấy bé Tường Lam cũng đi vô bả nữa hay gì đó có không đó đây nè hôm qua thấy một cái nhân vật anh nói già nhớ một cái nhân vật mà lạ lúc mà mình phát nước không chạy ngang á ông mới làm được cái gì kìa giống như cái bà đó đúng không cô á coi kìa coi người ta uống nước phải chuẩn bị cái vỏ đó cái ông đi lập để xem ông qua xem bụp ông già bụp nhau rồi dạ xem bụp luôn cản luôn mới làm nước ấy cả tiếng mấy đồng hồ luôn á sao vậy em sao cái chị em là chán hẳn luôn có bán sữa không nó có sữa mà không có bán nha chú không bán đi con lấy cho ông ấy nói đây là làm từ thiện không có bán chú ơi giờ bán hay bán nhân khẩu sữa nó không có bán chú tới con ơi đậu đây cạc xe mình mới quay đi nó cạch trớn ai chở hết cạch trớn hả xuống xe ai cho bay làm đây dẹp hết luôn á hết luôn hả có cái biếng này lạ lắm bút một cây thuốc của bà chị bà cô Việt Kiều rồi cho do mình là 200,000 bỏ trong thùng mất hết trơn luôn rồi. Cái ấm nấu nước em ấm mất rồi mày sẽ phải báo bảo vệ quá để ngay chỗ mà người ta biết không rồi vậy là xong rồi người ta biết cái chỗ mình cắt rồi rồi sao anh cắt đi bị chỗ khác mình giấu chỗ khác nữa cái ấm đó là ở nhà mình mới đem đi xuống đây mà còn mới lắm mình đâu có xài gì đâu lâu lâu mới nấu thôi cái mới đưa cho chị Hương đặt camera trong đây. Tính nếu mà sách đi sách về thì nó phiền quá nên bỏ đây thì đó nhưng mà đem để ở bển là lỡ chú mà lấy ha bà không biết là cắm điện vô là mệt nữa là nó nóng mà nó phỏng rồi nó dễ bị giật điện nữa. Cái ấm nước em đem xuống đây để nấu nước cho bà cụ mà bây giờ cũng mất nữa. Nó trơn luôn còn một bữa nào luôn ấy. Cái hay thiệt. Nãy chị với Ngọc kiếm bây giờ mới phát hiện ha. Vậy là em nghi á là người ta biết cái chỗ này ăn quen rồi. Quen rồi. Quen rồi. Để ngoài kia cũng bị luôn. Em đừng nói ra thế này trong đây như người mình biết thôi nha. À với trên video biết thôi. Rồi đây nghĩ là đó cũng đừng nói cho bên mấy người bên đó biết nha. Đúng rồi. Để cho cô chú trên kênh biết thôi. Mình để cho có kế hoạch đó nè. Video đến đây là mình cũng xin kết thúc cùng quý cô chú anh chị ạ. Tới đây cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.